Chúc mọi người có một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình nha mọi người. Hôm nay Ly sẽ làm món đây là mọi người. Đây là mì mọi người, mì ở bên Nhật gọi là Sara Udon. Cái mì mì này hôm nay Ly sẽ làm cái xào cái món mì này ăn nha mọi người. Cái mì này nó rất là giòn, mình chỉ cần xào xào đồ ở trong thì mình sẽ bỏ vô đó là để dưới lên mình ăn, mì giòn á mọi người, cái cọng rất là giòn, ăn giòn giòn giống như mì tôm của mình, nên mình xé ra mình ăn thôi, cọng nó cũng giòn vậy đó. Ra đi mua vịt này về nè, đi làm ăn thử nha. Đây, mọi người cùng bắt tay vào làm với đi nha. Đây là nguyên liệu để chuẩn bị xong nè mọi người, gồm có trái ớt chuông với đậu với núm với nấm mèo tươi mọi người. Đây siêu thị nó bán nấm mèo tươi á với mấy cọng cải xanh. Còn bên này là thịt mực, mực với tôm. Chảo nóng cho tỏi vô. Cho mực vào nha. Làm được mình cho cà rốt vào ha. Giờ mình sẽ mở cái bịch này ra nè mọi người. Giờ Ly sẽ mở cái bịch này ra. Cái bịch này trong đây nó có gói bột mì không, thì sẽ khui nó ra. Đó. Cái bịch này là hai người ăn, hai người ăn, hai ngăn, hai miếng bột nêm luôn. Nên lấy mình xào đồ mình không cần phải nêm, mọi người lấy cái bịch này nè. Này hai vợ chồng đi ăn là đủ luôn, mình ly hai gói nhưng gói cũng không đủ, giòn ăn ngon lắm. Đi 100ml nước, tại vì rau nó ra nước rồi, đi lấy 100ml rồi quậy lên. Bỏ ớt chuông vô, bỏ ba lá cải vô sau cùng. Chảo này do có nước mọi người, nó ra nước nhiều, nó rau nó ra nước nè, ra nước nhiều lấy 100ml. Đây bây giờ chúng sẽ ghiếm thì lên, không cần cái cục niêm gì đâu mọi người, không cần cái niêm lợi này, cái niêm đủ rồi. Đổ nước này vô là này sệt lên liền, không cần, mình không cần phải làm bột năng gì hết á. Đây là dĩa mì đi đã xào khâu xong nè mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn không? Giờ Ly sẽ ăn cho mọi người xem nha. Mà cọng mì nó giòn nè mọi người, giòn lắm. Cái bịch nước sốt nè mọi người đổ vô ha. Cái gia vị rất là vừa ăn mọi người. Mình không cần phải nêm gì nhiều. Ly thích ăn giòn giòn mọi người, cắn vô giòn giòn cho nên mình không có chế nước nhiều. Nếu mà chế nước nhiều á thì nó nước nó chế lên nhiều á, nó cọng mì sẽ mềm. Ăn ngon lắm rồi. Ông xã mình thích cái khoái món này lắm, mà ông ăn mềm hơn mình.
Thường đi quán Trung Quốc thường có mấy cái món mì này mọi người, mì này chắc xuất phát từ Trung Quốc á. Mọi người nếu mọi người thấy thích hãy cho Ly xin một like và đăng ký kênh ủng hộ ha. Nè, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống và chào vào trong công việc nha mọi người. Ly xin tạm biệt mọi người ở đây ha.